Alo, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Nguyễn Phát của mình. Thì bữa nay mình có một cái video clip rất là thú vị. Mình sẽ lấy cái số tiền mà mình bán được cá nè, mình đi mua một cái thiết bị mới để quay phim cho các bạn xem. Cái thiết bị này nó giúp cho camera sẽ không bị rung nữa các bạn nha. Đó gọi là thiết bị chống rung cho điện thoại, hay người ta còn gọi là gimbal mobile. Thôi đây thôi, đi mua. Em muốn tìm mua một cái Osmo Mobi á. Đây các bạn nha, đây là cái Osmo Mobi 2, xong còn nguyên siêu nguyên kiện luôn, rất là đẹp. Để sử dụng cho điện thoại để giúp chống rung á, để mình đi nó không có rung. Bây giờ mình sẽ thanh toán tiền rồi sau đó mình sẽ bóc nó ra cho các bạn coi nha. Sau khi thanh toán xong thì mình đã có quyền để bóc cái hộp này ra rồi. Anh mở giùm em, một tay em cầm được. Hộp bằng xốp cứng, còn cái này nó màu gray, màu xám xám, còn không có bản màu đen anh, nó chỉ có một màu vậy thôi hả? Nó có pin sẵn chưa anh? Có sẵn, nó sạc tiếp mà dây USB C, tai C, không USB. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại thức ăn cho cá, nhưng để chọn ra một loại thức ăn tốt nhất cho cá bảy màu thì hầu như là không có. Vì thế Nguyễn Phát đã nghiên cứu và cho ra một bộ sản phẩm gọi là bộ dinh dưỡng cho cá bảy màu. Trong đây chúng ta có những cái loại thức ăn cho cá con cũng như là cá lớn trong quá trình phát triển của nó. Rồi giới thiệu sơ lại cái bộ sản phẩm này có bao gồm những gì. Là trong đây có một cái cám cá lớn để cho cá lớn ăn, cám cá con để cho cá con ăn, và cái Atomia để cung cấp chất dinh dưỡng tươi sống cho cá con các bạn nha. Các bạn chỉ cần mua một bộ như này và các bạn có thể cho ăn trong vòng 2 tháng mà không cần phải sợ hết thức ăn. Bạn nào cần có thể liên hệ mình bằng cái link chỗ này hoặc là số điện thoại chỗ này để các bạn mua hàng. Gọi điện lên, anh Phát ơi, em muốn mua một bộ combo dinh dưỡng, anh Phát có thể gửi cho em hay không? Ok, mình sẽ gửi cho các bạn liền ngay lập tức các bạn nha. Vâng thưa quý vị, thì sau khi mua cây này về nhà, mình đã sạc cho nó được khoảng ít pin rồi. Bây giờ mình sẽ trình diễn cho các bạn xem mình mua cái này để làm cái quái gì nha các bạn nha. Đây bây giờ mình ví dụ luôn, mình đang cầm cái điện thoại bằng cái tay không của mình. Khi mình di chuyển thì nó rất là rung. Đó các bạn thấy không? Hình nó nhâm 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 đó. Các bạn nào bằng quay phim bằng tay các bạn sẽ hiểu. Rồi bây giờ mình sẽ gắn cái cây đó vô để mình cho các bạn xem tác dụng của nó như nào nha. Rồi bây giờ mình đã gắn lên trên cái cây rồi. Đó, các bạn thấy không? Rất là phê đúng không? Hả? Đây mình sẽ thử mình quay con mình nè. Hello. Chết cha rồi, ba dí nè. Chạy đi, chạy heo, chạy. Chạy heo. Ok, các bạn thấy không, các bạn thấy sao, ok chưa? Sau này cái này mua để hỗ trợ cho công việc của mình khi đi tham quan những cái chỗ nào mà nuôi cá hay bán cá hay review cái quái gì cũng được, nó sẽ giúp cho cái thao tác của mình nó êm hơn. Bây giờ mình thử mình lật camera lại bên mình ra. Bây giờ mình đã lật camera lại chỗ mình rồi, mình sẽ vừa đi vừa review cho các bạn xem. Ha, nhìn sướng chưa? Giống như là mình nói mình đi review. Tôi thấy xung cảnh xung quanh tôi đang rất là thoải mái, đang rất là đẹp. Thì khung hình nó rất là êm, cũng như là ABCD, XYZ này nọ các kiểu. Phải nói là rất là hứng thú. Trong những cái mà giống khùng quá. Các bạn thấy đã không? Trời đã lắm á. Ok.
tan 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 tan. Bây giờ mình thử mình chạy cho các bạn xem nha. Cũng không có giật lắc gì hết. Ok, xin cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý theo dõi video này. Thấy hay nhớ like, share và đăng ký kênh mình. À, nó té cái mặt thì gớm không? Gớm không? Gớm. Bye bye. Bye bye.